Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2009D thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Tần do vi phạm quy trình kiểm định. Trước đó, từ ngày 4 đến ngày 17 tháng 1, thì đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 trung tâm đăng kiểm hoạt động trên địa bàn tỉnh với 13 dây chuyền đăng kiểm. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện vi phạm ở một số đơn vị. Ngoài trung tâm đăng kiểm 2009D bị đình chỉ hoạt động 2 tháng, đoàn kiểm tra còn phát hiện và xử lý 7 đăng kiểm viên thuộc các trung tâm, trong đó có 2009D, 2008D với tổng số tiền phạt là 10,5 triệu đồng. Đợt kiểm tra được thực hiện đột xuất với nội dung kiểm tra các công đoạn trong quy trình kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm như kiểm tra hồ sơ, sổ ghi chép, trích xuất camera. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Nhãn là loại trái cây tươi thứ tư của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản sau thanh long, xoài cát chu và vải. Đầu tháng 1 vừa qua, thì Việt Nam đã xuất khẩu lô nhãn đầu tiên sang Nhật Bản với hơn 10 tấn nhãn tươi của công ty trái cây Hoàng Phát đóng tại tỉnh Long An. Tin vui này mở ra cơ hội tăng trưởng cho trái cây Việt, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Huyện Xuyên Mộc đã đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Nhật Bản và được Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu thị trường Nhật Bản. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương và các bên liên quan về những quy định của Nhật Bản khi nhập khẩu nhãn và các sản phẩm của nhãn. Hiện toàn tỉnh thì có gần 1.700 ha nhãn tập trung chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu. Giống nhãn sản xuất chủ yếu là nhãn xuồng cơm, nhãn Edo. Nhãn trồng tại Bà Rịa Vũng Tàu cho năng suất trung bình là 13,4 tấn trên 1 ha với sản lượng ước tính là khoảng 20.400 tấn một năm. Thưa quý vị, tại hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức ngày hôm qua, đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho biết chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6%, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 dự kiến đạt 393 đến 394 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm khoảng 22 tỷ đô la Mỹ là rất thách thức. Bởi hoạt động xuất khẩu đang tồn tại nhiều hạn chế như tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, cán cân thương mại song phương với một số thị trường lớn chưa hợp lý. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, ngành công thương phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, các hoạt động đối ngoại, các hợp tác song phương và đa phương để duy trì, mở rộng và tìm kiếm thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành, lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Ngoài ra, sẽ tăng cường xúc tiến thương mại thị trường trong nước, đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa, phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội thông tin, 4 khu nhà chung cư cũ được xác định nguy hiểm cấp D tại Hà Nội gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh và Bộ Tư pháp sẽ phải di dời dân khỏi nhà chậm nhất trong quý 1 năm 2023. Đồng thời khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2023. Tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3. Và về công tác di rời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D, có 2 nhà đã hoàn thành di rời là đơn nguyên 1, 3, tập thể Bộ Tư pháp và đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh. Hiện còn 24 hộ chưa di rời, trong đó đơn nguyên 1, 2, nhà G6A Thành Công còn 23 hộ, đơn nguyên 3, C8 Giảng Võ còn 1 hộ. Hiện Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đang giao các đơn vị tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ di rời, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế nếu các hộ dân cố tình chống đối. Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 có sự tăng trưởng. Cụ thể, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 9,8 triệu khách, tăng 13,8% so với tháng 12 năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,3 triệu khách, tăng 10% và khách nội địa đạt 7,5 triệu khách, tăng 15% so với tháng 12 năm 2022. Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 4,85 triệu khách, tăng 13,4% so với tháng 12 năm 2022, với 1,1 triệu khách quốc tế và 3,75 triệu khách nội địa. Về hàng hóa, sản lượng thông qua các cảng hàng không trong tháng đầu tiên của năm 2023 đạt 112.000 tấn, riêng hàng hóa quốc tế là 83.000 tấn, hàng hóa nội địa đạt sản lượng là 29.000 tấn.
Riêng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt xấp xỉ 13.000 lần hạ cất cánh, tăng 39%, hơn 1,9 triệu hành khách, tăng 58% và hơn 7,6 nghìn tấn hàng hóa. Bom bão tuyết cực mạnh tại Bắc Cực đã đổ bộ khu vực Đông Bắc nước Mỹ trong ngày 3 tháng 2, khiến cho nhiệt độ giảm sâu xuống các mức nguy hiểm trên toàn khu vực. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết đợt đóng băng sâu lần này sẽ diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, song sự kết hợp của các cơn gió lạnh buốt sẽ dẫn tới những điều kiện nguy hiểm đe dọa đến tính mạng trong ngày 4 tháng 2. Theo các nhà dự báo thời tiết, mức nhiệt âm 21,1 độ C tại Boston đã vượt mốc thấp kỷ lục là âm 18,8 độ C từng ghi nhận năm 1886. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns vừa đưa ra nhận định rằng 6 tháng tới sẽ là thời gian trọng yếu trên chiến trường Ukraine khi Nga tin phương Tây sẽ giảm ủng hộ với Kiev. Theo ông Burns, cứ mỗi tháng trôi qua thì lực lượng Nga có nguy cơ mất thêm những vùng lãnh thổ mà họ đã giành được quyền kiểm soát ở Ukraine. Ông Burns, người từng giữ chức đại sứ tại Nga, cũng cho biết thông tin tình báo phương Tây cho thấy Moscow không quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Những nhận định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rynnikov vào ngày 1 tháng 2 cảnh báo rằng lực lượng Nga có thể tiến hành cuộc tấn công lớn trong khoảng ngày 24 tháng 2, ngày đánh dấu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tròn một năm. Một thanh niên 21 tuổi tên là Jaswan Singh Chai vừa nhận tội đe dọa giết nữ hoàng Anh và các tội khác truy tố theo đạo luật phản quốc trong phiên tòa ở London. Vụ việc xảy ra vào Giáng sinh năm 2021 khi mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng các thành viên hoàng gia đang quây quần tại lâu đài Windsor. Các công tố viên cho biết nghi phạm đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch làm hại người đứng đầu nước Anh. Đây là người đầu tiên sau 40 năm bị kết án theo đạo luật phản quốc có từ năm 1842 ở Anh. Luật này truy tố những người mang súng hoặc vũ khí tấn công với ý định gây hại cho người đứng đầu hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời vào tháng 9 năm 2022 do tuổi già. Ấn Độ từ lâu đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ phía Anh liên quan tới cuộc thảm sát Amritsar năm 1919. Trong đó thì binh lính Anh xả súng vào hàng nghìn người biểu tình ôn hòa và đã có các ước tính khác nhau về thương vong. Trong đó thì hồ sơ thực dân Anh ghi nhận là 379 người chết, còn số liệu của Ấn Độ cho biết là gần 1.000 nạn nhân đã thiệt mạng. Nhà chức trách Chile đã ban bố tình trạng thảm họa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam nước này sau đợt nắng nóng khắc nghiệt gây ra cháy rừng, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Theo số liệu thống kê, hơn 100 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng và 47.000 hecta rừng bị phá hủy kể từ khi các đám cháy rừng bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Khoảng 2.300 lính cứu hỏa và 75 máy bay đã được triển khai để dập tắt cháy rừng. Việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép chính quyền địa phương có thêm các nguồn lực để đối phó với trường hợp khẩn cấp. Đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 40 độ C này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lặp lại thảm họa năm 2017. Ở thời điểm đó, các đám cháy lan rộng trong cùng khu vực khiến cho 11 người thiệt mạng, phá hủy 1.500 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 467.000 hecta rừng.